Hôm nay em sẽ tách cái chỗ kiếm này. Thì lúc hồi nãy có tách ra một cái hướng này rồi. Nhưng thực ra thì tách cái kiếm này nó cũng rất là đơn giản, nhưng khi tách bụi to này nó cũng khá là phức tạp. Về cơ bản là chúng ta là phải tìm được một cái hướng để tách. Như cái này là nãy em tách ở đây thì em cũng có thể tách từ đây tiếp. Nhưng bình thường với những cái chậu mà nó to quá khủng như này thì nên chọn những cái hướng. Ví dụ như cái cây này thì nó quá to rồi, thì nó để chán ra cả ngoài. Đấy, quá to và nó đẻ tràn ra cả ngoài này, thì những cái chậu như thế này chúng ta sẽ đập bỏ đi và chọn cái hướng để tách. Thường thì chọn hướng để tách thì với những cái chậu mà nó dày như thế này ấy, thì chúng ta cần phải chọn hướng phát triển của nó để tách từ hướng phát triển ra, thì nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng và đỡ bị hỏng cái mắt ngủ. Thì bởi vì trong cái cây kiếm này thì những cái cây thường những cái cây mà nó ở chỗ to như này ấy, thì nó mới chỉ đẻ được 1 đến 2 lần cái con thôi, thì là cái hướng của nó thì dù có thân già có tách ra thì nó cũng chỉ mới đẻ được 1 đến 2 lần. Thì là tách cái cây này ra thì nó cũng không hẳn là khó lắm, nhưng mà tách để cho nó không bị hỏng mắt ngủ, không hỏng cây, thì là chúng ta cần phải cẩn thận. Bởi vì khi mà những cái cây như thế này, tách những cái bụi này, to này ra ấy, thì rất là dễ là cắt. Và có những cây thì chúng ta sẽ cắt hết cái mắt ngủ của nó. Thì chúng ta phải vệ sinh từng góc một. Vệ sinh từng góc để cắt, để lấy cái hướng cây phát triển đi ra. Đấy, như cái cây này thì nó có một củ này, nó đẻ hẳn ra ngoài này. Đẻ hẳn ra ngoài của cái chậu. Thì các bác phải tách ra. Tách ra trước. Hoặc không thì cứ chọn hướng. Chọn hướng là tách ra. Thì chọn hướng ở đây thì như em đang thấy cái chỗ này nó khuyết này, thì sẽ tách từ cái chỗ này ra trước. Bởi trên này nó có một cây tơ nên là tách là phải cẩn thận. Nếu không nó sẽ tách dính cái cây tơ, và có khi là chúng ta sẽ cắt phải cái mầm mà chúng nó thân chúng nó đang ngủ ở trong. Đấy. Với những cây to này nó rất là cứng. Thì chúng ta phải tách dần dần. Quan trọng là cắt hết rễ đi. Bởi vì sớm muộn đằng nào các bác cũng phải cắt hết rễ đi. Thì cây nó mới nó phát triển lại thì nó mới không bị ảnh hưởng từ bộ rễ. Còn nếu không mà các bác cứ để nguyên bộ rễ của nó thì rất là dễ. Cái rễ nó chết là nó bị nhiễm khuẩn. Rễ nó chết thì nó bị nhiễm khuẩn và nó sẽ ăn lên những cái thân lá, làm cho lá nó bị đốm hoặc bị sần như là cái cây này. Cái cây này là lá là bị sần. Mặc dù giá trị nó cũng khá là quý, nhưng mà nó cũng bị sần. Khi mà cây bị sần thì sẽ mất giá trị rất là cao. So với các bác cứ thấy là một cái cây phan trí, một cây phan trí sần với một cây phan trí láng thì nó chênh nhau quá nhiều. Thì đây là một cái cây vị hoàng thì nó cũng là một trong những cái mà giá trị chênh rất là lớn. Chúng ta phải kiếm một cái đường để khoét nó ra, khoét nó thành rãnh. Cái thành rãnh như này, chỗ này là một cái rãnh. Đấy. Một cái rãnh như này khi mà chúng ta tách ra dần thì chúng ta tìm hướng và nhớ là cắt hơi chéo. Hơi chéo theo hình củ này của nó để cắt vào trong. Còn nếu không thì nó sẽ chém ngang cái củ của mình mất. Bởi vì cái củ này nó ở gần như là nó mọc kiểu gì nó cũng hơi bị nghiêng. Đấy, như cái này em vừa cắt là cảm giác là cắt được vào cái củ của nó rồi. Quá cứng. Đây là cắt ở ngoài tiếp. Để lấy cái thớ để cho nó đi ra. Khi mà cắt được cái thớ này rồi thì khi mà mình bẻ nó ra thì nó cũng dễ hơn. Bởi vì cái bụi nó quá to. Còn khi mà anh chị tách những bụi nhỏ thì nó sẽ dễ hơn. Thì bụi nhỏ thì em tách cái bụi này ra thì chúng ta sẽ thấy là cái tách cái bụi nhỏ nó rất là dễ. Chậu vài ba thân. Với những cái chậu to này tách đương nhiên là nó sẽ vất vả hơn nhiều so với những cái chậu bé. Khi cắt tách ngầm thì anh chị nhớ là tách hơi nghiêng con cái kéo và theo cái chiều cái thân của nó để cho nó không ăn nhiều vào cái mắt ngủ. Hơi chéo theo cái chiều cái cây và nó ăn vào trong, thì cái này thì tí nữa khi mà nó lộ ra
em tách cái khóm này ra thì các bác sẽ nhìn thấy ngay. Đấy. Cái này nó tách nghiêng ra đây. Các bác nhìn sẽ thấy là cái vết cắt của nó ở những cái trong này của nó rất là bé. Những cái vết đây này, những cái vết từ cái thân này của nó bé tí luôn, nó không to đây. Đấy, nó nhỏ như này thôi. Còn nếu mà to thì nó bị chém vào giữa củ đây. Ví dụ như cái chỗ này là cái vết cắt của nó này. Khi mà mình chém vào giữa củ này thì tỷ lệ mất mắt ngủ dưới là rất là cao. Thế nên mình phải tách nghiêng nó ra, tách nghiêng theo chiều phát triển của cây ấy, để tránh nó bị mất những cái mắt ngủ rồi. Đấy là với những cái bụi to này, bởi vì bụi to này thì nó khó hơn. Có nghĩa là tách từ bụi to ra thì nó khó hơn. Còn khi tí nữa mà bụi nó nhỏ rồi ấy, thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì về cơ bản là cái bụi nhỏ này nó ít thân mà, các bác tách thì nó dễ không. Bụi nhỏ nó tách nó rất dễ, bởi vì nó chỉ có vài củ thôi. Và mình tách thì nó đơn giản hơn, đơn giản hơn rất nhiều. Thì đây là một cái củ, một cái khóm này là cái cây mà nó khóm nhỏ thôi. Khóm nhỏ này thì tách rất là dễ. Khi các anh chị nhìn đây này, nhìn vào những cái vết cắt nhỏ này, thì khi mà mình tách xuống những cái bụi nhỏ này mà mình không tách chậu ra, thì đây là cái dáng phát, hướng phát triển nó sẽ nghiêng ra ngoài này. Nghiêng ra ngoài thì khi mình cắt thì nhớ cắt chéo vào trong. Cắt chéo vào trong để cho cái vết cắt được nó nhỏ nhất. Nó nhỏ nhất thì khi mà còn cái mắt ngủ nào đó thì chúng ta còn có thể khai thác được, bởi vì nó ở dưới. Như cái này thì nó rất là to, khóm to và tách ra. Đấy. Thì như những cái này vết cắt nó chỉ bé này thôi. Và những cái cây mà nó tách từ những cái củ, những cái củ này là chúng ta có thể gọi là củ già rồi. Và nó tách từ những cái khóm to này ra thì ví dụ như cái cây này thì nó chỉ đẻ mới, hiện giờ thì gọi là cây già, nhưng mà bản thân của nó thì mới chỉ đẻ có một cái cây con này thôi. Mới chỉ đẻ một cái con. Còn đâu ở đây là ra hoa, cần hoa ở trên. Là cần hoa, cần hoa ở chỗ này. Còn cái này là vết cắt của cây đẻ đầu tiên. Thì một cái cây như một cái củ tơ mà đẻ ra như này ấy, thì thường nó sẽ có khoảng từ 3 đến 6 mắt ngủ. Là như em thấy là như vậy. Nó có khoảng 3 đến 6 mắt ngủ. Và khi mắt ngủ của nó thì thường ở hai bên. Hai bên này. Theo cái từng cái lá. Mỗi cái lá thì sẽ chứa là một cái mắt ngủ. Mỗi cái lá này. Đấy. Thì còn như cái ví dụ như cái lá mà già mà nó bị bong ra này. Đấy, là những cái lá này là chúng ta hay gọi thường nó là mắt ngủ ngoài ấy. Thì cái mắt ngủ ngoài này, mắt ngủ ngoài này thường nó sẽ có khoảng từ 3 đến 6 cái. 3 đến 6 cái thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 cái là để ra hoa. Và 3 đến 4 cái là để ra mầm. Thì như cái này nó ra được một mầm rồi. Thì nó còn khoảng 3 mắt nữa. Đấy là khi mà tính toán của những cái củ, một cái củ kiếm bình thường. Còn nếu như mà trong cái quá trình chúng ta tách chiết như này này, mà chúng ta cắt những cái lông này này, gọi là những cái vỏ, cắt những cái vỏ đi mà không cẩn thận là rất là dễ là bị hỏng những cái mắt, hỏng những cái mắt ngủ. Mắt ngủ nó nằm ở dưới. Thế nên là anh chị nếu mà có cắt ấy, thì nhớ là cắt nó ở trên cao một chút. Còn đâu chúng ta sẽ vén nó dần ra. Hoặc là nếu không mà để mà an toàn ấy, an toàn thì anh chị cứ kệ nó như thế này. Kệ nó như thế này. Thì sau này những cái mắt ngủ ở những cái điểm ở trên này, thì nó sẽ lộ ra đến đâu thì nó sẽ tự lên đến đó. Đấy, như cái này thì chưa nhìn thấy cái mắt nào cả. Còn cái phần ở dưới này thì cái bộ rễ của nó thì nó che đi khá nhiều. Ở dưới này của nó thì cũng có đấy. Nhưng mà khi chúng ta bới đi tìm nó thì rất là dễ là cắt phải và khiến cho cái mầm đấy nó bị động chạm mà bị thui. Thì cái trường hợp mà anh chị tách ra thì nên hạn chế những cái việc đó. Hạn chế những cái việc cắt quá sát những cái củ. Bởi vì khi mình cắt quá sát ấy thì nó sẽ rất dễ là bị thui hoặc là động chạm vào những cái mắt đấy, nó bị xước thì sẽ bị hỏng cái mắt ngủ đấy. Còn những cái cây mà khi mà nó có sức khỏe tốt ấy thì những cái mắt ngủ dưới này nó vẫn lên. Bởi vì những cái cây này như thế này, nếu mà để mà mình tính mắt ngủ của ngoài của nó ấy, mắt ngủ ở ngoài những cái bệ lá này, người ta thường hay gọi là mắt ngủ ở ngoài. Còn trong bệ lá này chắc chắn là nó sẽ có mắt ngủ rồi. Khi mà nó đẻ hết cái chùm ở ngoài này này, có khoảng 3 đến 6 mắt như cái này thì nó vừa ra hoa rồi. Cái này ra hoa ở trên, cái này ra một cái con.
Bên này thì khả năng nó cũng ra một hoa nữa, hoặc là chưa ra. Thì đấy là cái mà chúng ta chưa nhìn thấy. Thì có thể là cái cây này nó sẽ đẻ ở ngoài, nhưng cũng có thể là cái mắt này nó bị gọi là bị thui hoặc là bị thối. Bởi vì ở khi mà ở trong một cái chậu to như này, một cái búi to này này, thì những cái con vi khuẩn đây nó rất là nhiều. Và nhiều khi là cái chậu quá lớn ấy thì nó chìm như này, thì tất cả những cái bộ rễ này nó trùm kín hết, thì nó không đẻ được và nó sẽ bị thối ngầm ở dưới. Thì là khiến cho những cái mắt ở xung quanh, những cái mắt còn lại ngoài cái mắt mà nó đẻ ra một cái con này, thì những cái mắt còn lại nó bị chết rồi. Thế nên để mà biết chính xác được là nó có bao nhiêu mắt ngủ thì cũng rất là khó nói. Còn như cái cây này thì nó là đẻ được một hiện tại mà chúng ta có thể nhìn thấy, đó chính là đẻ được một cái con và đẻ được một cần hoa. Còn nếu mà thực ra thì như cái cây này với cái cây đằng trên này thì nó cũng giống nhau, hoặc cái cây này thì nó cũng thế. Bởi vì như cái cây này thì nó đẻ được một cây thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà như cái khó máy tách ra thì cái củ này thì nó đẻ củ trên này là nó đẻ đôi ra hai cái thân đằng trên nữa. Đây, để em tách cái khó máy ra. Tách cái thân đằng trước này ra. Cái tách nó ra thì chúng ta sẽ biết được rằng là ví dụ như cái củ ở trên này nó là củ trên là củ tơ, nó đẻ đôi á, thì có thể là nó chưa ra hoa. Chưa ra hoa thì nó đẻ hai mầm. Thì thực ra đây, như cái này là cần hoa của nó này. Đấy, đây là cái cần hoa nó, là có nghĩa thân này là ít nhất là chúng ta thấy là nó ra một cần hoa và đẻ một thân là hai, đúng không ạ? Thì cái lượng mắt ngủ của nó còn thì nó cũng xem như là cái cây mà chúng ta vừa tách dạo trước, vừa tách vừa rồi đó. Đây, để em tách cái cây này ra tiếp. Đấy. Tách cái ra thì chúng ta nhớ là cắt hơi chéo theo chiều gốc nó ra. Chiều gốc bởi vì nó nằm tít ở dưới này. Đấy, nằm tít ở dưới gốc này, khi mình cắt nhớ cắt chéo và để cho nó ăn vào trong. Còn nếu chúng ta bổ thẳng vào đây ấy, thì cái củ này nó sẽ bị chém vào cái tầm ở giữa này, thì nó sẽ rất là khó. Đấy, còn khi chúng ta bổ chéo thì nó sẽ ăn vào trong, nó sẽ ăn vào trong cái sát cái củ này hơn. Thì khi mà cái củ này nó còn đoạn ngắn ở dưới này thì nó vẫn còn mắt ngủ. Nhưng chúng ta có thể là trồng và khai thác những cái mắt ngủ ở dưới, thì khi mà nó đẻ ở trên thì còn giữ được cái bộ lá nó sẽ đẹp hơn. Đấy là về cơ bản của cái cây này. Còn những cái cây củ già này ấy, thì các bác là cứ đây. Như cái này là nó đẻ được một cái con này. Đấy, và nó được một cái hoa là hai này. Thân bên này là một hoa nữa này. Là ba. Có nghĩa là nếu như mà mình tính là 6 ấy thì nó đã ra mất ba cái rồi, đúng không ạ? Còn nếu mà tính là 3 thì nó cũng ra ba cái rồi. Nhưng thực ra thì cái này thì nó kiểu gì nó cũng vẫn còn những cái mắt ngủ khác. Bởi vì tại sao mà em lại tính là nó là từ 3 đến 6 mắt? Bởi vì có những cây là khi mà mình tách ra rồi như này. Tách ra có nghĩa là tách kiểu dạng mình gọi là củ già này đấy. Củ già này đây, một cần hoa, hai cần hoa, hai cần hoa hai bên. Củ già này mình tách ra nó vẫn còn đẻ đôi đẻ ba. Mà nó đẻ ở mắt ngoài chứ nó không phải mắt trong. Thế nên là cái tỷ lệ mà bao nhiêu mắt ngủ thì em nghĩ là cũng không thể đếm được nó là bao nhiêu cái cả. Bởi vì có nhiều bác khi mà mua cái củ già này của em ấy cứ hỏi rằng là cái cây này nó còn mắt ngủ hay không, hay là còn mấy mắt ngủ. Thì thực ra mắt ngủ là cái mà chúng ta không thể đếm được, và nó chỉ ở hai bên thôi. Đây, để mà tính mắt ngủ thì đây, như cái này này. Đây, em sẽ cắt cái này ra để các bác nhìn thấy luôn là cái mắt ngủ này nó đã bị đen xì. Nó to rồi đấy, nhưng nó bị đen xì. Không biết nó có lên được hay không. Đấy, đây này. Cái màu đen này chính là cái mắt ngủ của nó. Đây này, cái màu đen này là cái mắt ngủ. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cái mắt ngủ này nó sưng to lên như thế này rồi mà nó còn không lên được. Bởi vì khi mà trong một chậu ấy thì rất là khó để biết được rằng là nó có lên được hay không, và còn bao nhiêu mắt ngủ thì là một cái điều rất khó. Còn như cái cây này thì cái mắt ngủ đây các bác nhìn này, nó lộ hẳn lên như này rồi, nhưng mà nó cũng không lên được. Bởi vì là cái mắt ngủ này nó ở quá sâu vào trong những cái chậu này, nó bị dễ chìm. Thế nên những cái cây mà khi mà tách ra như thế này ấy, thì khi mà mình trồng thoáng thì nó vẫn có thể là những cái mắt đen này nó vẫn lên được, hoặc là nó sẽ đẻ từ cái mắt đen này ra. Không thì nó sẽ đẻ ở những cái mắt ngủ khác xung quanh đây. Thường thì là một cái củ này nó sẽ rơi khoảng tầm 6 lá từ dưới gốc lên đây. 6 cái lá nhỏ. 6 cái lá nhỏ, thì cái lá nhỏ nhất thì nó phải dài, cái lá to nhất thì nó dài ở đây. Dài khoảng trên này, khoảng bên này. Thì đây là nó cũng là một trong những cái mà rất là khó nói trong cái cây lan kiếm này, nó có bao nhiêu mắt ngủ thì rất là khó biết. Bởi vì như cái này thì chúng ta thấy là ba cái rồi, ba cái là đã hai cái hoa và một cái mầm,
là 3. Vì nó đang tỏi một cái mầm đây 4. Nhưng cái mầm này nó có lên được đâu, không lên được. Thì có thể là sau này nó sẽ lên từ cái mầm này, hoặc lên từ mầm khác, hoặc là lên trong nách lá. Đấy, thì là cái mắt ngủ thì ở những cái thân như thế này thì không thể biết được. Còn cái tỷ lệ mà nó đẻ ra thì như cây này nó đẻ 3 cái. Tối đa của những cái này mà em cảm nhận thấy là một cái củ này nó sẽ đẻ được 6 cái cây con xung quanh đây, nếu như mà nó không ra hoa. Thì đấy là cái vừa rồi là em cũng tách và trồng để em cũng nhân giống những cái cây này ra. Thì lúc nào em sẽ quay video tiếp về cái cách trồng cái cây này, bởi vì trồng lan kiếm nó rất đơn giản thôi, chứ còn mắt ngủ thì em nghĩ là không đếm được. Cảm ơn tất cả các bác, hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video sau với những cái cây lan kiếm mà cách trồng, cách chăm và những cái cây lan kiếm đột biến, cũng như cây lan kiếm mà chúng ta hay thường sưu tầm và sở hữu. Cảm ơn tất cả các bác, xin chào và hẹn gặp lại.